đến đây học đấy. Đợi anh học đến đây rồi anh nói cho mày nghe. Học hành. Dạ anh ơi anh đi ra đi. Dạ, anh vào đây ngồi chơi chị em ạ. Sao có... Anh đi rồi đây. Anh đi đâu này? Anh ơi! Anh đi đến đây. Đi lên đây nói chuyện, em xem chuyện của anh như nào. Em gọi là muốn tốt cho cả hai thôi, anh đi vào đây. Ngồi mà. Bây giờ ngồi chuyện anh giải quyết như thế là được à? Anh hiểu sao? Anh ngồi đây. Thì mọi chuyện của anh em nói với anh hết rồi đấy. Còn em biết là anh muốn giấu rồi, anh bảo em như thế rồi. Nhưng mà em thà luôn, em chả hiểu anh giấu cái chuyện này để làm gì nữa. Anh phải giải quyết để cho Phương Anh nó còn hiểu. Phương Anh hôm qua nó gọi điện cho em, anh em nghi là tội vãi lái à. Không hiểu thế nào anh đảo thế nữa. Hôm qua nó vừa gọi điện em nó vừa khóc, nó bảo là nó nghĩ sai về anh rồi đấy. Nó bảo anh là không quan tâm nó vì cả hết yêu thương nó rồi đấy. Em nói thẳng ấy luôn để cho anh biết đường xử lý. Bây giờ người yêu với nhau mà anh đã có thế được. Vậy anh xử lý như nào? Anh xử lý được như nào? Bây giờ em nói thẳng nhá. Đấy, em là người ngoài đấy. Nhưng mà em vẫn muốn tốt cho anh vì cả anh em trong team anh thì team em như là một thôi. Còn thôi em cũng chỉ là người ngoài thôi, anh phải giải quyết thế nào để cho Phương Anh hiểu. Bây giờ anh giải quyết một mình anh. Anh giải quyết thế là chỉ, em nói thật là chỉ một mình anh hiểu rồi đấy. Phương Anh có hiểu cho anh đâu. Đâu có biết một chuyện như thế với anh đâu. Đâu có biết anh phải gặp hoàn cảnh nào đâu. Bây giờ anh cứ nói chuyện với cả Phương Anh đi. Cho ai hiểu rõ nhau ra chứ. Câu chuyện mà vừa muốn tốt cho Phương Anh mà bây giờ Phương Anh nó không phải biết đấy. Bây giờ nó đi anh là không thương nó rồi. Bây giờ thích người khác thì bây giờ anh thế là anh nghĩ sai rồi đấy. Em thấy là anh nói đúng đấy. Anh như thế là không được. Không phải chuyện của anh. Ra kia ngồi. Tao cái gì vào đây tao nói chuyện đấy không? Con này buồn cười. Thưa anh nói chuyện đi. Thật sự ra ấy, mày biết anh xuống đấy anh nói chuyện. Lúc trước khi xuống anh đã linh cảm của anh đến chuyện chẳng lành. Xuống bác bảo thế thì anh biết thế, anh thấy bác nói cũng đúng luôn. Bây giờ Phanh còn trẻ, còn bé, anh Phanh 2005, cái tuổi của anh ấy quá chênh lệch không nhỏ, mà đã thế rồi, Phanh thì đầu năm bắt đầu đi học rồi, bắt đầu học từ hôm kia, anh học hành thì bây giờ nếu ví dụ suốt ngày xuống anh quay YouTube như thế hay cho như thế làm gì có thời gian đâu mà học. Em vẫn học em xuống em vẫn cố gắng học. Em có vẻ em bỏ học đâu. Em không bỏ nhưng mà em xuống em làm thì làm gì có nhiều thời gian đâu mà học. Bây giờ em học cái lớp chọn, bây giờ học thời gian học rất là nhiều. Bây giờ đây là chưa phải học thêm nhé. Nếu mà ví dụ học thêm thì làm nào, học thêm học cả chiều học cả tối thì sau này vào học thêm thi thứ thì em ở nhà em học. Còn bây giờ mới vào đầu năm buổi chiều toàn nghỉ thì em xuống. Nhưng mà còn một cái vấn đề nữa ấy, em hiểu không, em biết mẹ nói gì không? Mẹ nói vấn đề yêu đương chưa giờ ấy. Mà phải hiểu không em, chưa giờ anh mình gặp người anh ấy nhau thì mẹ Phương Anh chưa biết, chỉ nghĩ là anh với cả Phương Anh quay video kiểu quay video thôi ấy. Không phải đấy, không phải là thật.
Em hiểu không? Anh không biết là ai nói câu chuyện này cho mẹ Phương Anh biết, nhưng mà khi mà bác nói câu đấy là anh biết là bác biết chuyện này. Bác nói thế là có nghĩa là bác không muốn anh và Phương Anh ở cùng nhau. Thì câu chuyện gì với hai đứa mình giải quyết chứ? Anh gửi công nhiều. Mới đầu yêu anh chẳng có chuyện gì cùng nói với nhau để cùng nhau giải quyết gì đâu. Bây giờ giải quyết như nào? Thì cái gì cũng phải bình tĩnh đi. Nhưng mà anh không giải quyết được ấy. Thì để em với anh, vừa Phương Anh và nói chuyện với bác xem thế nào đi. Bây giờ em nghĩ như vậy thì tội anh. Không biết anh cũng nói là anh cũng nói một vài câu để bác hiểu đấy. Nhưng bác anh thấy bác không thích, anh thích bác không thích anh tí nào. Chắc là bác cũng tưởng Phương Anh về anh đấy thôi. Bây giờ để em với Phương Anh với anh đi nói chuyện với bác thử một lần xem thế nào. Ơi ấy chuyện này thì các đã anh không phải nghĩ nhiều. Mình không hiểu tại sao. Anh không hiểu tại sao. Tại sao bác biết được chuyện đấy? Trong khi nhiều khi anh xuống nói chuyện với bác ấy, ngày nào mình, thậm chí ngày nào có một thời gian anh ngày nào anh cũng xuống bác, anh ngồi nói chuyện với bác, nhưng bác cũng chẳng biết được cái chuyện là anh với gặp anh yêu nhau. Có đến hôm qua ấy, thì anh xuống nói chuyện với bác ấy, thì tự nhiên bác bảo thế, anh giận mình. Nhưng mà bây giờ bác biết rồi, nó rất khó giải quyết, em hiểu không? Bác là người lớn, bác là phụ huynh, bác hiểu. Ví dụ như là em là người cha, em có một đứa con gái mà đang cái tuổi ăn hạt tuổi học ấy. Mà tự nhiên dính vào yêu đương thì em nghĩ là có đồng ý không? Chắc chắn là không, đúng không? Em đặt mình vào làm một cương vị một người phụ huynh ấy. Rồi anh biết là xuống nói chuyện với bác, biết là cùng giải quyết, nhưng mà anh chọn cách này ấy. Mà anh có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì thì anh nói em biết thôi. Anh mà nói thế thì cứ để mọi người xong nói chuyện với em thử xem. Nhưng mà nó rất khó giải quyết. Bây giờ mình là phụ huynh, mình cũng thế thôi. Em nghĩ giải quyết được à? Giải quyết. Nếu không được thì làm nào? Như thế em sẽ cố thử một lần xuống chuyện bác thử xem. Nếu được thì là cái tốt, còn nếu mà không được thì không được thì rất khó nói chuyện. Khó thì mình phải cùng nhau cố gắng chứ. Sao khó là anh, thì khó là anh bỏ chứ. Anh không bỏ ạ. Thế phải cùng nhau ấy chứ. Anh Hoàng, mọi người quan tâm mình đi. Bà khóc. Tự nhiên này gọi em đang hiểu vấn, nên gọi em ra để nói chuyện, em tưởng như gì thế này đuổi về. Cái đứa con gái làm gì thế? Rồi, để anh đi giải quyết đi. Mai có thể xuống nói chuyện với bác để xem có được không? Tôi. Cố lên anh ạ. Đừng buồn, đừng này. Thế còn Vịnh với cả Hiếu đây à? Anh thấy suốt ngày hết tem này tem kia có chuyện thì chán lắm. Chuyện rồi. Tem em thì anh không phải lo, còn để anh cứ lo là cái chuyện của anh đi, còn tem em lo được. Anh không phải lo. Thôi anh cứ giải quyết được chuyện của anh đi, còn bọn em lo được. Nhưng mà anh thấy không được, bởi vì mày có vợ có con rồi. Em mày đừng cười, anh nói thật đấy. Mày có vợ có con rồi mà, thì mày phải chăm vợ chăm con, nhưng mày chăm người khác à?
Vậy thì cái chuyện này là cái chuyện của em thì thôi, anh để bọn em giải quyết, anh cứ giải quyết cái việc của anh đi. Giải quyết của anh, đây là chỉ chuyện gia đình thôi. Còn đây là chuyện của mày, cái chuyện kiểu rất là vớ va không ạ? Bây giờ người yêu thiếu là người yêu thiếu, bây giờ mày đi tán người yêu nó thì anh cũng đứng chịu rồi. Em bảo là việc của em thì đấy em giải quyết, em anh cứ giải quyết cái việc của anh đi. Không sai rồi thì ôm yêu đi. Sai gì? Kêu em, đợi em.